Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi: Ngày xưa có một vị sa môn tụng kinh suốt ngày đêm. Có một con chó thường nằm dưới gầm giường để hết tâm nghe kinh, quên cả việc ăn. Cứ như thế trong nhiều năm, sau khi chết, con chó được sinh làm người nữ trong thành Xá Vệ. Lớn lên, cô gái ấy trông thấy một vị sa môn đi khất thực, liền đem thức ăn đến cúng dường vị sa môn. Về sau, cô gái xuất gia làm tỳ kheo ni, chứng được quả A-la-hán. Kinh Phó Pháp Tạng ghi, Đức Phật nói: Tất cả chúng sinh muốn thoát khỏi biển cả sinh tử tam giới, cần phải nhờ thuyền Pháp. Pháp là gió mát xua tan hơi nóng phiền não. Pháp là thuốc tốt chữa lành bệnh phiền não. Pháp là thiện tri thức chân thật của chúng sinh, đem lại lợi ích lớn, giúp trừ các đau khổ. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có tâm tánh bất định, theo thói quen, hễ gần người thiện thì có tính thiện, ở gần người ác thì có tính ác. Nếu ở gần bạn ác, chúng sinh tạo nghiệp ác sẽ bị lưu chuyển trong sinh tử không có giới hạn. Nếu ở gần bạn tốt, chúng sinh khởi lòng tin kính, nghe và thụ trì diệu pháp, chắc chắn lìa được khổ đau trong ba đường. Do công đức ấy, người này được hưởng niềm vui tốt đẹp nhất. Xưa kia, vua nước Hoa Thị có một con voi trắng thường hay giết kẻ thù địch. Nếu ai phạm tội, nhà vua thường cho con voi ấy dẫm chết. Về sau, vì chuồng voi bị cháy rụi, nhà vua cho rời nó đến gần một ngôi chùa. Từ đó, con voi thường được nghe các tỳ kheo tụng kinh pháp cú: Làm lành sinh lên trời, làm ác đọa địa ngục. Được nghe pháp, tâm con voi trở nên nhu hòa, hiền lành. Nhà vua sai đưa tội nhân đến chỗ nó. Nó chỉ lấy mũi ngửi, lấy lôi liếm rồi bỏ đi không chịu giết. Thấy thế, nhà vua hoảng sợ trong lòng, liền gọi các quan vào triều cùng bàn việc ấy. Một vị quan hiểu biết rộng tâu lên: Con voi này ở gần chùa, được nghe diệu pháp nên mới như vậy. Nay nên đem buộc nó ở gần lò mổ súc vật. Nhà vua liền áp dụng theo lời tâu ấy. Con voi trắng nhìn thấy cảnh giết mổ súc vật, tâm nó trở nên rất hung ác, giết hại tàn bạo hơn trước nhiều. Vì thế nên biết tâm tánh tất cả chúng sinh không cố định. Súc sinh còn như vậy, nghe pháp thì hiền lành, thấy cảnh giết chóc thì trở nên thích tàn hại, huống gì là con người. Do đó, người trí thấy kẻ ác thì nên lìa bỏ, thấy người thiện thì nên gần gũi, siêng năng nghe kinh pháp. Kinh Hiền Ngu ghi: Ngày xưa lúc Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo ở trong rừng thường xuyên tụng kinh. Giọng tụng của vị ấy thật thanh thoát. Bấy giờ có một con chim nghe tụng pháp, sinh lòng kính mến, thường đậu trên cây để lắng nghe. Một hôm, chim bị thợ săn bắn chết. Nhờ căn lành được nghe pháp ấy, nó được sinh lên trời đao lợi, làm vị thiên tử có dung mạo xinh đẹp, hào quang rực rỡ không ai sánh bằng. Tự biết túc mạng của mình nhờ nghe vị tỳ kheo tụng kinh pháp nên được sinh vào cõi trời này, vị thiên tử liền đến chỗ tỳ kheo kia để cung kính lễ lạy, thăm hỏi, dâng hương và hoa trời cúng dường. Vị tỳ kheo kia hỏi rõ và biết sự việc, liền bảo vị trời ấy ngồi xuống và giảng cho nghe pháp, khiến vị trời ấy chứng được quả Tu Đà Hoàn. Loài cầm thú nghe pháp còn được phúc báo vô biên, huống gì người tín tâm nghe pháp, lẽ nào không được quả báo lành? Luật Thiện Kiến ghi: Thuở xưa, lúc còn tại thế, một lần Đức Phật bên ao Già La ở nước Chiêmbala giảng pháp cho mọi người nghe. Khi ấy có một con cóc ở trong ao nghe tiếng Phật giảng pháp, bèn ra khỏi ao, chui vào bụi cỏ để nghe. Cùng lúc ấy, có một người cầm gậy chăn bò, thấy Đức Phật ở trên tòa giảng pháp, liền đến chỗ Đức Phật lắng nghe. Khi cắm gậy xuống đất để đứng nghe giảng, người ấy cắm nhầm vào đầu con cóc, khiến nó chết ngay tại chỗ. Con cóc liền được sinh lên trời đao lợi. Nhờ phúc báo, vị trời ấy được hưởng hạnh phúc cùng với các thiên nữ trong cung điện dài và rộng đến 12 do tuần. Vị trời ấy từ cung điện xuống đến chỗ Đức Phật, lạy sát chân Phật. Đức Phật đã biết nhưng vẫn hỏi: Ngươi là người ở đâu? Sao lại có thần thông, tướng hảo và ánh sáng không ai bằng, chiếu đến chỗ này lại bỗng nhiên lễ chân ta? Vị trời ấy đáp bằng bài kệ: Ngày xưa là thân cóc, kiếm ăn trong ao nước, nghe tiếng Phật giảng pháp, con chui vào bụi cỏ, có một người chăn bò, cầm gậy đến nghe pháp,
cắm gậy nhằm đầu con chết sinh lên trời. Khi vị trời nói kệ xong, Đức Phật giảng bài kệ ấy cho tứ chúng nghe. Bấy giờ, 84.000 người đều được kiến tạo, vị trời chứng được quả Tu Đà Hoàn, tất cả đều vui vẻ lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Mô Đi So Ha Ha.